Ngày 30 tháng 11, nhiều người lan truyền thông tin về việc sau khi phát hiện một học sinh dương tính với SARS-CoV-2 tại điểm tiêm trường trung học cơ sở Lê Ngọc Hân, thành phố Hà Nội đã cho dừng việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Tuy nhiên, trao đổi với báo chí, đại diện Sở Y tế Hà Nội khẳng định thông tin này không chính xác. Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, sau khi khám sàng lọc trước khi triển khai tiêm vaccine COVID-19 tại một dây chuyền tiêm, đã phát hiện một học sinh có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Học sinh này sinh sống trên địa bàn quận Đống Đa, nơi đang ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19. Trường hợp này đã được cách ly khoanh vùng và sau khi áp dụng tất cả các biện pháp phòng dịch theo quy định, dây chuyền tiêm này tiếp tục hoạt động như bình thường. Đại diện Sở Y tế Hà Nội khẳng định tất cả các dây chuyền tiêm trên địa bàn Hà Nội đều hoạt động bình thường, không có chuyện dừng tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ.

Kết quả tiêm cho trẻ em từ 15 đến 17 tuổi trong ngày được 2.225 mũi tiêm, cộng dồn tới 17 giờ 30 ngày 30 tháng 11. Toàn thành phố tiêm được 283.250 mũi tiêm trên tổng số 307.799 trẻ, đạt 92%, sử dụng 281.814 liều vaccine.